Hello, chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và trước mặt Huy đang là chiếc xe Toyota Innova số sàn 2019 màu bạc nha quý anh chị nha. Biển số thành phố. Thì bên Huy cũng mới hoàn thiện khâu làm đẹp Maruguri xong. Thì hôm nay Huy cũng dành vài phút cùng với quý cô chú anh chị mình xem qua chiếc Innova số sàn 2019 này nha quý anh chị nha. Xe thì được chủ xe mua tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy lúc đầu quý anh chị. Sau này thì về vấn đề bảo trì bảo dưỡng thì chủ xe có bảo dưỡng tại hãng nha quý anh chị nha. Có bảo dưỡng tại hãng. Km của xe chuẩn là 64.000 cây. Odo chuẩn nha quý anh chị nha. Mua xe tại hãng thì quý anh chị yên tâm. Bên Huy cam kết đảm bảo xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản và có chính sách bảo hành về động cơ hộp số 1 năm hoặc 20.000 cây số. Những chiếc xe mà khi mua về anh chị thì bên Huy sẽ tiến hành làm Maruguri rồi kiểm tra nghiêm ngặt 176 hạng mục bảo trì bảo dưỡng cho xe, cho nên anh chị mua xe tại hãng là anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Về ngoại thất và nội thất của chiếc xe này còn khá là đẹp nha quý anh chị nha. Những cái chiếc xe bên Huy toàn là hàng tuyển không thôi, cho nên anh chị yên tâm về chất lượng. Mình sẽ cùng Huy xem chi tiết nha quý anh chị nha. Cụm đèn sáng bóng này các chị, khe hở với các chi tiết này, vỏ bọng rồi ngoại thất, những cái đường găng, khe hở với các chi tiết. Anh chị thấy không? Một chiếc xe thì về là bên Huy làm Maru làm đẹp là long lanh. Dán phim che mưa, dán phim che mưa thì bên Huy đã trang bị, chủ xe trang bị quý anh chị. Còn nội thất bên trong thì như là ghế da rồi lót sàn simili, rộng rãi, thoải mái. Innova 2019 có bọc ni lông trần luôn quý anh chị. Bọc ni lông trần. Anh chị nhìn nội thất bên trong đẹp lắm quý anh chị. Đấy, không có bị trầy xước gì cả, kể cả những bậc lên xuống còn rất là mới luôn. Bằng đạp côn, bằng đạp thắng, bằng đạp ga. Odo chuẩn của xe nha quý anh chị. Đấy, mua xe tại hãng anh chị yên tâm, bên Huy là cam kết Odo chuẩn cho quý anh chị. Ok không? Rất là đẹp nha anh chị nha. Với trang bị hộp số tự động, hộp số số sàn các anh chị. Có chế độ Eco, chế độ Power và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có đủ hết. Thì anh chị mua chiếc xe này về mình đi gia đình các anh chị. Thì hiện tại thì với cái mẫu xe này thì bên Huy đang niêm yết giá cho mẫu xe này á là 555 555 các anh chị, và cũng đang ưu đãi khuyến mãi khá là tốt cho anh chị. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn quý anh chị. Bỏ sạc quơ còn nguyên quý anh chị nha, gầm bệ còn mới toanh. Và nếu như anh chị nào mà thiếu tài chính á, thì phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay tới 70%, tức là anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 201 201 là mình có thể vay mua chiếc xe này rồi. Ok, rồi sơ lược cho quý cô chú anh chị mình nắm. Thì bây giờ Huy cùng quý anh chị mình xem chi tiết về sản phẩm nha. Đây các anh chị, hiện tại thì Huy đang ngồi trên chiếc xe Innova 2019. Thì phụ kiện á, thì xe này trang bị là tấm lót cách nhiệt cho phần táp lô. Đấy, còn táp lô thì còn khá là mới nha quý anh chị nha. Đấy, xe trang bị 7 túi khí. Thì vị trí bên phụ và ở phần vô lăng thì trang bị túi khí. Rồi, đầu DVD có việc map dẫn đường đây quý anh chị. Đấy. Rồi những cái phần phụ kiện thì như Huy chia sẻ là có lót sàn này, đó có thảm lót chân bằng cao su này. Rồi ở trên trần thì chủ xe đã bọc bọc ni lông trần rồi quý anh chị nha. Đấy, vị trí này để mắt kính. Đấy, mọi thứ đèn rồi hoạt động ok nha. Hệ thống điều hòa thì Huy đang bật khá là lạnh. Và xe này thì có hai dàn lạnh nha quý anh chị nha. Và mỗi cái hàng ghế đều có những cửa gió điều hòa như thế này. Đấy. Rồi, anh chị để ý nha ha. Những cái phím như AC, anh chị thấy không? Đấy. Nó không có bị mòn nha quý anh chị nha. Rồi, khu vực cần số này, anh chị thấy cần số không? Rất đẹp luôn. Chủ xe đi kỹ và xe này đúng chuẩn 64.000 cây. Hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Thì Huy cũng muốn giới thiệu sơ cho quý anh chị mình nắm. Rồi, còn đây là khu vực để cần số. Đấy, anh chị thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Vị trí để ly cà phê, ly nước mình xuống, mình uống nha. Và đây là vị trí mình lấy nguồn nha quý anh chị. Đấy, anh chị nếu như mà anh chị muốn sạc điện thoại thì anh chị có thể lấy nguồn từ vị trí đó. Rồi, ghế da. Đấy, da là chủ xe trang bị thêm nha quý anh chị nha. Rồi, rộng rãi. Còn xe thì khá là chất lượng nha, không phải bàn cãi gì hết. 8 chỗ, rộng rãi. Đây, như Huy chia sẻ, tắp bi, cửa rồi còn rất là đẹp. Gầm này anh chị, gầm bệ mới toanh nha. Xe về thì bên Huy đã tiến hành làm đẹp, vệ sinh, làm đẹp toàn bộ xe. Đấy, anh chị lái xe về là chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Huy sẽ cùng quý anh chị mình xem một vòng ha, chi tiết hơn.
Đây, tóc bi cửa. À, sau bên tài của anh chị. Đấy, khá là đẹp. 8 chỗ rộng rãi, xe bên Huy thì anh chị yên tâm. Toàn là những cái sản phẩm chọn rất là kỹ lưỡng. Chứ thực sự là không phải xe nào bên Huy cũng mua hết. Cho nên chị hoàn toàn yên tâm nha. Đấy, hoàn toàn yên tâm. Đèn còn sáng trưng rồi, rất là mới luôn quý chị. Đấy. À, anh chị đâu? Xe về là bên Huy làm Maru làm đẹp lên là keng như mới luôn. Rất là đẹp. Ok, rồi. Sơ bộ như vậy. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ nha. Đấy, còn xe thì anh chị không phải lăn tăn gì hết. Đấy, thì quay sơ cho anh chị xem cái phần nội thất. Xe đi kỹ, giữ kỹ. Innova thì 8 chỗ, khá là rộng rãi. Đây, mình xem cái cốp đựng đồ phía sau này anh chị. Đây, wow, có một cái khay để đồ luôn anh chị. Khá là ok ha. Đấy, ok chưa? Đây nè, vị trí này thì đó, đồ nghề con đội đầy đủ. Rộng rãi. Xe rất khá là chất lượng. 2019. Đó, anh chị mua những sản phẩm này về đi bền bỉ cực kỳ luôn. Xe chủ xe đi cũng khá là kỹ. Có bảo trì bảo dưỡng tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy. Cho nên chị cũng yên tâm. Và những chiếc xe bên Huy thì trước khi mà bên Huy mua là đã kiểm tra 176.1 rồi. Kiểm tra rất là kỹ. Ok hết thì bên Huy cũng mua. Cam kết không rong đụng, không gặp nước, chứ không phải là xe nào bên Huy cũng mua đâu. Vì sao Huy nói là xe tuyển là như vậy. Cam kết với anh chị xe không bị lỗi ha. Và chất lượng. Rồi động cơ đây, sau khi mà làm đẹp Marukuri thì anh chị thấy ha, một cái động cơ rất rất là mới luôn. Đấy. 2019. Một chiếc xe đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng. Và phía bảo hành thì bên Huy sẽ bảo hành cho quý anh chị nha. Động cơ hộp số 1 năm hoặc 20.000 số cho anh chị hoàn toàn yên tâm. Thì đó là cũng những cái thông tin cần thiết mà Huy chia sẻ cho quý anh chị. Và giá niêm yết thì hiện tại bên Huy đang niêm yết là 555. Đưa trước 201 thì anh chị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Thì Huy cũng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái sản phẩm mà Toyota Tân Cảng bên Huy mới vừa về để anh chị có thể mua về sử dụng cho gia đình mình ạ. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha quý cô chú anh chị. Ok, rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.